안녕하세요. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Hàn Quốc Sarang. Ở video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với phần còn lại ngữ pháp bài số 6 nằm trong tập sơ cấp 1 giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt. Ở bài này thì chúng ta có hai ngữ pháp, đó là cách sử dụng với từ nối hào cổ và cách sử dụng với đuôi câu mệnh lệnh biupsita. Thì bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi cụ thể nội dung chi tiết nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ có danh từ cộng với hào cổ. Hào cô có nghĩa là và này, nghĩa là với hoặc nghĩa là cùng nhau. Thì hào cô là tiểu từ dùng để nối hai danh từ chỉ vật này, chỉ người hoặc chỉ đối tượng cùng tham gia vào hành vi nào đó. Để các bạn có thể hiểu rõ hơn về ngữ pháp này thì sau đây chúng ta sẽ đi vào ví dụ cụ thể nhé. Chúng ta có bô kỳ trong tiếng Hàn có nghĩa là ví dụ bô kỳ. Chúng ta sẽ có hai danh từ ở đây. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình là gì? Danh từ là pang và uyu. Pang và uyu. Chúng ta có pang có nghĩa là bánh mì, uyu có nghĩa là sữa. Thì chúng ta sẽ có bánh mì và sữa, thì chúng ta sẽ có hào cổ nằm giữa hai danh từ này. Ví dụ cụ thể là 저는 어제 가게에서 빵하고 우유를 샀습니다. Hôm qua tôi đã mua bánh mì và sữa ở cửa hàng. 저는 어제 가게에서 빵하고 우유를 샀습니다. Chúng ta có nhá, rất đơn giản. Khi nói là mua sữa và bánh mì thì chúng ta chỉ cần thêm hào cổ vào giữa hai danh từ thôi, là chúng ta có thể nối hai danh từ với nhau rồi. Ví dụ nữa chúng ta có là 오늘. 오늘 có nghĩa là hôm nay và 내일. 내일 là ngày mai. Tiếng Việt là gì? Hôm nay và ngày mai. Thì chúng ta cũng đặt hào cô ở giữa hai danh từ này, hai danh từ chỉ thời gian. Đưa vào trong câu cụ thể chúng ta có là gì? 오늘 하고 내일은 학교에 안 가요. 오늘 하고 내일은 학교에 안 가요. Hôm nay và ngày mai tôi không đi học, không đến trường. Cũng rất đơn giản đúng không? Chúng ta không cần phải phụ thuộc vào danh từ có bát chim hay không có bát chim. Chúng ta chỉ cần xác định được đâu là danh từ và đặt hào cổ vào giữa hai danh từ đó thôi. Ví dụ nữa chúng ta có check hào cổ cùng check. Có sách này, sách là check và cùng check. Cùng check có nghĩa là vở. Có sách và vở thì chúng ta sẽ đặt hào cổ vào giữa hai danh từ này. Chúng ta có là 오늘 책하고 공책을 샀어요. 오늘 책하고 공책을 샀어요. Hôm nay tôi đã mua sách và vở. Thì đã mua là 샀어요, chia theo đuôi quá khứ. Còn sách và vở thì chúng ta có sách ở đây là danh từ này, danh từ thứ nhất này. 공책 là danh từ thứ hai. Và thì chúng ta sẽ đặt hào cổ vào giữa hai danh từ này. Và các bạn sử dụng là 오늘 책하고 공책을 샀어요. Hôm nay tớ đã mua sách và vở. Một ví dụ nữa, 불고기 하고 갈비. 불고기 하고 갈비. Chúng ta có món 불고기 trong tiếng Hàn, đây là món thịt nướng, còn 갈비 là món sườn nướng. Thì đây là hai danh từ đúng không? Hai danh từ chỉ tên của món ăn. Thì chúng ta có 하고 đặt vào giữa hai danh từ này, mang nghĩa là và, thịt nướng và sườn nướng. 저는 불고기하고 갈비를 좋아합니다. 저는 불고기하고 갈비를 좋아합니다. Tôi thích món thịt nướng và món sườn nướng. 불고기 này, 갈비. Như vậy chúng ta có 하고 có nghĩa là và, được đặt giữa hai danh từ. Rất đơn giản đúng không? Các bạn chỉ cần nhớ xác định được đâu là danh từ trong câu và chúng ta đặt 하고 vào giữa những danh từ đó. Một ví dụ nữa chúng ta có là gì? 친구 하고. Thì các bạn lưu ý rằng ở đây nó hơi khác một chút. 하고 ở đây thì lại không mang nghĩa là và, không phải là và cái này và cái kia nữa, mà ở đây nó mang nghĩa là với. Thì các bạn có thể nhìn ví dụ này nhé. 어제 친구 하고 도서관에서 공부했어요. Có nghĩa là hôm qua tôi đã học cùng với bạn ở thư viện. Thì 하고 ở đây được mang nghĩa là cùng với. Cùng với và đằng trước nó sẽ là danh từ. Cụ thể ở đây 친구 có nghĩa là bạn. Thì cùng với bạn, chúng ta dịch như thế nhá. 친구 하고 어제 친구 하고 도서관에서 공부했어요. Hôm qua tôi đã học cùng với bạn, đã học với bạn ở thư viện.
Như vậy chúng ta trong trường hợp này chúng ta không dịch hà cô mang nghĩa là và, mà chúng ta dịch là với nhá. Các bạn hãy linh hoạt một chút. Như vậy thì qua những ví dụ này các bạn có thể thấy rằng hà cô thì thứ nhất mang nghĩa là và để nối hai danh từ. Thứ hai nó mang nghĩa là với, cùng với, và đằng sau nó không có danh từ nữa. Đằng sau nó sẽ là một động từ, một hoạt động nào đó, và đằng trước thường nó sẽ nối với danh từ chỉ người, tức là làm cái gì đó cùng với ai. Tiếp theo, khi học đến ngữ pháp này thì các bạn có nhớ gì về nội dung của bài trước chúng ta đã học không? Chúng ta ở nội dung bài trước chúng ta có oa và qua, cũng là hai từ để nối, mang nghĩa là và, mang nghĩa là với. Thì chúng ta thấy rằng hà cô này hay là oa và qua thì đều để nối hai danh từ mang nghĩa là và, hoặc là cùng với, hoặc là với, đúng không? Nhưng chúng khác nhau ở điểm nào? Các bạn hãy xem nhé. Hà cô thì không phụ thuộc vào bát chim. Bát chim có nghĩa là phụ âm dưới. Tức là đối với danh từ mà có phụ âm dưới hay không có phụ âm dưới thì chúng ta cũng rất đơn giản, vẫn sử dụng với hà cô, không phải chia theo đuôi nào cả. Nhưng đối với danh từ mà có bát chim, tức là với danh từ mà có phụ âm dưới đấy, thì chúng ta sẽ cộng với qua. Lưu ý nhá. Đối với oa hoặc qua thì chúng ta chia ra xem danh từ có bát chim hay không có bát chim. Còn đối với hà cô thì không phụ thuộc vào bát chim. Danh từ thì không có bát chim thì chúng ta sẽ cộng với oa. Như vậy chúng ta phải lưu ý ở hai trường hợp oa và qua, đúng không? Đối với hà cô thì các bạn không cần lưu ý gì cả, cứ thế đặt hà cô vào giữa hai danh từ thôi. Nhưng đối với oa qua thì chúng ta khi sử dụng chúng ta phải lưu ý xem danh từ có bát chim hay không có bát chim. Các bạn có thể nhìn ví dụ này nhé. Sao qua hà cô su bà cơn xèo. Sao qua có nghĩa là táo này. Sao qua là táo. Su bạc có nghĩa là dưa hấu. Thì sa yo có nghĩa là mua, tớ mua táo và mua dưa hấu. Thì chúng ta muốn sử dụng liên từ và ở đây thì chúng ta sử dụng với hà cô. Thì các bạn thấy rằng hà cô rất đơn giản, chúng ta đặt vào giữa hai danh từ này nhé, giữa sa qua và su bạc. Ví dụ thứ hai chúng ta có sa qua wa su ba kul sa yo. Cũng với câu này, tôi mua dưa hấu và mua táo, thì chúng ta thấy rằng sa qua ở đây, qua ở đây thì không có bát chim, đúng không? Không có phụ âm dưới. Thì chúng ta sẽ cộng với oa. Và đằng sau sẽ là một danh từ nữa. Ở ví dụ thứ ba chúng ta có su bạc qua xa quá rơn xèo. Các bạn có thấy sự khác biệt không? Đó là qua, ở đây chúng ta sử dụng qua. Bởi vì đằng trước này danh từ kết thúc bằng danh từ có bát chim, có phụ âm dưới, có âm cờ ở vị trí này. Su bạc. Như vậy chúng ta sẽ cộng với qua mà không phải là oa. Qua ví dụ các bạn có thể thấy nhá, hà cô thì không phụ thuộc vào danh từ có bát chim hay không. Đối với oa thì chúng ta phải lưu ý danh từ không có bát chim. Còn khi muốn sử dụng qua thì các bạn phải lưu ý rằng đằng trước nó danh từ có phụ âm dưới. Như vậy cùng mang nghĩa là và, cùng với dùng để nối danh từ với nhau. Nhưng sẽ tùy từng trường hợp, tùy thuộc vào danh từ có phụ âm dưới hay không có phụ âm dưới mà chúng ta sử dụng sao cho đúng nhá. Thì các bạn lưu ý như thế. Tiếp theo chúng ta sẽ có ngữ pháp thứ hai là chúng ta có động từ cộng với đuôi bi ụp xỉ tà. Thì cái đuôi này được gắn vào sau động từ để tạo thành câu đề nghị hoặc lời yêu cầu đối với những người mà có quan hệ ngang bằng này hoặc là thấp hơn chúng ta. Lưu ý nhé, quan hệ ngang bằng hoặc thấp hơn dùng để đề nghị, yêu cầu. Thì chúng ta có là động từ mà có phụ âm dưới, tức là nếu động từ mà có bát chim thì chúng ta sẽ cộng với ướp xỉ tà. Còn động từ mà không có phụ âm dưới thì chúng ta sẽ gắn cái gốc bi ụp này này vào ngay gốc động từ và cộng với xỉ tà, sẽ là bi ụp xỉ tà. Động từ mà kết thúc bằng âm r ấy, riệt ấy, thì các bạn bỏ đi, sẽ là bỏ r cộng với bi ụp xỉ tà. Như vậy các bạn bỏ r đi nhá, cộng với bi ụp xỉ tà. Và thường thì trong cái câu mệnh lệnh này thì chúng ta thường kết hợp với những từ như là kachi hoặc là uri để mang nghĩa là chúng ta hãy cùng nhau làm cái gì đó đi. Các bạn, để các bạn có thể hiểu rõ hơn về ngữ pháp này nhá, thì bây giờ chúng ta cùng đi vào ví dụ cụ thể. Chúng ta có ví dụ như từ bô tà. Bô tà có nghĩa là nhìn. Thì nếu nói rằng hãy nhìn thì các bạn hay nói như thế nào nhỉ? Chúng ta xét nhé, từ bô tà thì gốc động từ của nó, tức là xét từ bô này này,
thì nó không có bát chim, không có phụ âm dưới. Chính vì vậy mà chúng ta cộng với bi ụp xì tà và gắn cái gốc bi ụp này vào ngay sau từ bô sẽ thành bộp xì tà. Bộp xì tà. Ví dụ, 우리 같이 영화를 봅시다. 우리 같이 영화를 봅시다. Nghĩa là chúng ta hãy cùng nhau xem phim đi. Câu đề nghị mệnh lệnh nhé, đề nghị và cả hai cùng thực hiện. Một ví dụ nữa, chúng ta có từ ca tà. Ca tà có nghĩa là đi. Thì chúng ta thấy rằng ca tà thì ca ở đây là gốc động từ cũng không có phụ âm dưới. Chính vì vậy chúng ta cũng cộng với biểu xì tà sẽ chuyển sang thành cặp xì tà. Ví dụ nhé, 부산에 같이 갑시다. 부산에 같이 갑시다. Chúng ta hãy cùng nhau đi Busan đi. Như vậy nhá, chúng ta để ý nhá, trong câu mệnh lệnh này thường là có sử dụng từ 같이 hoặc từ 우리 để mang nghĩa là chúng ta hãy cùng nhau làm cái hành động đó. Ví dụ nữa, đó là từ 먹다. 먹다 có nghĩa là ăn. Thì chúng ta thấy rằng ở đây gốc động từ của nó là từ 먹. Nó có phụ âm dưới đúng không? Là âm cờ này. Vì vậy mà chúng ta sẽ cộng với 읍시다. 읍시다 sẽ là 먹읍시다. Và khi đọc thì các bạn nối âm bát chim lên để đọc nhá, sẽ là 먹읍시다. 먹읍시다. Có nghĩa là hãy ăn. 오늘은 같이 한국 음식을 먹읍시다. 오늘은 같이 한국 음식을 먹읍시다. Hôm nay hãy cùng ăn món ăn Hàn Quốc nhé. Hãy cùng ăn món ăn Hàn Quốc đi. Như vậy là câu mệnh lệnh để câu đề nghị cả hai cùng thực hiện. Ví dụ nữa với từ ịch-tà. Ịch-tà có nghĩa là đọc. Thì chúng ta cũng thấy rằng ở đây nó có bát chim. Thì chúng ta sẽ cộng với 읍시다 sẽ là 읽읍시다. Ở đây có bát chim đôi đúng không? Các bạn giữ lại cái từ đầu tiên này. Và cái từ thứ hai này các bạn sẽ nối lên, sẽ đọc là 읽읍시다. 읽읍시다 là hãy đọc. Ví dụ trong câu là gì? 책을 읽읍시다. 책을 읽읍시다 có nghĩa là hãy cùng nhau đọc sách đi, hãy đọc sách đi. Các bạn lưu ý nhá, đối với ngữ pháp này thì thông thường là khi sử dụng ngữ pháp này, tức là cả hai, cả người nói và người nghe cùng thực hiện cái hành động đó. Trong câu này chỉ nói là gì? 책을 읽읍시다. Nhưng chúng ta hiểu rằng đằng trước nó sẽ là gì? 우리 같이, chúng ta cùng nhau đọc sách nhé, hãy cùng nhau đọc sách đi. Chúng ta hãy cùng nhau đọc sách trong phòng. Trong phòng ở đây là bang án nè, nhưng mà mình thiếu rồi. Dịch câu này chỉ cần nói là gì? Chúng ta hãy cùng nhau đọc sách. 책을 읽읍시다. Ví dụ nữa có từ 숙제. Ở đây nhá, phải là 숙제하다. Cả cụm động từ là 숙제하다. Thì chúng ta thấy rằng 숙제하다 gốc động từ của nó là từ 하 ở đây đúng không? Thì không có bát chim. Vì vậy mà chúng ta sẽ bỏ tà đi cộng với 비읍시다. Viết thành là 숙제합시다. Có nghĩa là hãy làm bài tập, hãy cùng làm bài tập. 내일 도서관에서 숙제합시다. Có nghĩa là gì? Ngày mai hãy làm bài tập ở thư viện cùng nhau. Ngày mai hãy cùng nhau đi, hãy cùng nhau làm bài tập ở thư viện. 내일 도서관에서 có nghĩa là ở thư viện này. 숙제합시다. Hãy làm bài tập ở thư viện. Thì trong câu này không có từ 우리 hay không có từ 같이. Nhưng chúng ta hiểu rằng khi nói ra câu này thì cái người nói yêu cầu cái người nghe là chúng ta hãy cùng nhau làm việc đó. Cụ thể là hãy cùng nhau làm bài tập ở thư viện vào ngày mai nhé. Một ví dụ nữa chúng ta có từ 만들다. 만들다 có nghĩa là làm. Thì vừa rồi chúng ta có lưu ý rằng là gì? Đối với động từ mà có âm r ở vị trí dưới này thì chúng ta bỏ r đi, sẽ chuyển thành màn từ và cộng với, và khi chia theo đuôi câu là giống theo dạng là không có bát chim đấy, chúng ta sẽ có màn từ cộng với 비읍시다 sẽ là 만듭시다. 만듭시다 là hãy làm. Ví dụ nhá, 저녁 식사를 같이 만듭시다. 저녁 식사를 같이 만듭시다 có nghĩa là gì? Ngày mai chúng ta hãy chúng ta hãy cùng nhau làm bữa tối. Chó nhóc xích xa có nghĩa là bữa tối, bữa ăn tối. Cát chi là cùng nhau. Mán tướp xì tà, hãy cùng nhau làm bữa ăn tối nhé. Hãy cùng nhau nấu bữa tối. Thì các bạn lưu ý cách phát âm của từ cát chi nha. Chúng ta có từ cát chi viết như thế này đúng không? Nhưng khi phát âm các bạn sẽ phát âm như thế này sẽ là cát chi. Nối âm thờ lên kết hợp với từ này sẽ thành cát chi, cát chi. Phát âm như thế nhá.
저녁 식사를 같이 만듭시다. Hãy cùng nhau làm bữa ăn tối. Tổng kết lại thì vừa rồi mình đã trình bày với các bạn hai ngữ pháp còn lại của bài số 6, đó là cách sử dụng với từ nối 하고 để nối hai danh từ, hoặc không phải là để nối hai danh từ, nó chỉ cần đằng trước nó là một danh từ và đằng sau là 하고 thì nó mang nghĩa là với, ví dụ là 친구 하고 여행 가요, đi du lịch cùng với bạn. Ngữ pháp thì chúng ta lưu ý rằng ngữ pháp này dùng để nối hai danh từ này, nó có nghĩa giống với oa hoặc là qua. Ngữ pháp thứ hai chúng ta sẽ có động từ cộng với 읍시다 hoặc là 비읍시다 là dạng mệnh lệnh. Đây là được dùng để gắn vào sau động từ, tạo thành câu đề nghị hoặc lời yêu cầu đối với người có quan hệ ngang bằng hoặc thấp hơn. Động từ mà có phụ âm dưới, tức là có bát chim, thì chúng ta sẽ cộng với 읍시다. Động từ mà không có phụ âm dưới thì chúng ta sẽ cộng với 비읍시다. Và chúng ta lưu ý rằng nếu động từ mà kết thúc bằng âm r ấy, thì chúng ta bỏ r đi cộng với 읍시다. Khi bỏ r đi thì tức là nó giống với cái dạng động từ mà không có phụ âm dưới ấy, giống với cái dạng này, thì chúng ta sẽ cộng với 읍시다, cộng với 비읍시다. Các bạn lưu ý như thế nhé. Để có thể nhớ hơn về bài học thì các bạn hãy lấy nhiều ví dụ, tự lấy ví dụ và học thuộc ví dụ thì chúng ta sẽ nhớ rất là lâu. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay. Các bạn có thể lấy ví dụ và comment ở bên dưới nhé. Mình sẽ sửa cho các bạn nếu sai. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. 감사합니다.